Burnley và Manchester City, nhà đương kim vô địch sẽ giành trọn 3 điểm trên sân của tân binh mới lên hạng trong trận đấu mở màn của Ngoại hạng Anh 2023-2024. Thầy trò huấn luyện viên Vincent Kompany đã có một mùa giải xuất sắc để có một suất lên hạng Ngoại hạng Anh mùa giải 2023-2024. Thi đấu tại Ngoại hạng Anh ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Chính vì vậy, việc bổ sung lực lượng để có những kết quả tốt nhất với mục tiêu ban đầu phải là trụ hạng. Bản thân huấn luyện viên người Bỉ cũng đã lên tiếng về vấn đề này. Tuy nhiên, với tiềm lực hiện tại của Burnley không cho phép họ có được những đầu tư mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Trong khi đó, đương kim vô địch Manchester City đã có một mùa giải 2022-2023 thành công rực rỡ với cú ăn ba lịch sử. Chính vì vậy, bài toán duy trì được những đỉnh cao này sẽ là những áp lực với thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola trong mùa giải 2023-2024, nhất là trong bối cảnh một số trụ cột đã ra đi hoặc đang xuống phong độ. Về thành tích đối đầu trong 5 trận đấu gần nhất giữa hai đội, nhà đương kim vô địch Manchester City thắng cả 5 trận và không thủng lưới bàn nào. Giải bài toán không có Ilkay Gundogan, trong khi Kevin De Bruyne đang cho thấy sự sa sút về phong độ, sẽ cần những thử nghiệm mới với thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola. Một trận thắng nhẹ nhàng của nhà đương kim vô địch trong trận đấu khai màn sẽ là kết quả không tồi. Còn các bạn nghĩ sao về kết quả của trận đấu này? Hãy comment xuống phần bình luận nhé.